Hôm nay là mình sẽ làm dàn hơi với lại nồi của chiếc xe RSX đời này là phiên bản giới hạn nha. Chủ xe cũng dán lắm, Red Soy nhìn chữ văn. Thì xe có ra khói sương sương à. Chủ xe thay nhớt thấy hao, thấy không? Chạy thay nhớt định kỳ thì thấy hao. Một lần là thay là hao 1.500 cây thay một lần mà nó hao khoảng nửa đó. Thì mình không có rồ hết ga thì mình thấy ra khói trắng rồi đó. Với lại thứ hai là nồi tuột quá, giật quá nha anh em. Đó. Ở đây số là 77 nè. Đó nha anh em. Chủ xe đến từ 77. Rồi, thì mình chạy về xe này nha. Làm xe này thôi. Xe này thì máy giống bên pha nhưng mà phiên bản nó là bô nhổng nè. Thì gọi là siêu nhân á, siêu nhân 100. Quay siêu nhân 100 nha. Bô này giờ người ta cũng chia lùng để người ta gắn RSX đầu bò vuông với lại future mập á, future 125 anh em. Máy thì không có hú gì hết, nồi còn ok. Dên không bị gì hết, mình chỉ làm lại là có xì nhớt bên qua lăng mình sẽ làm lại cho chủ xe vậy thôi. Chạy thì lên ga nó giờ rung lắm anh em ơi. Mình sẽ làm lại nguyên bản của nồi cho ảnh nha. Máy đang nổ là cũng thì thầm cho anh em chứ không có gì hết á. Rồi giờ làm xe này thôi, có gì mình quay lại cho anh em coi nha. Lên ga nó rung anh em ơi. Đó bắt chớn rung anh em. Đó hả? Nồi trước nồi sau thì tụt hết rồi đó. Rồi chạy về làm xe này thôi. Nói chung là xe này là quay alpha rim rồi mình cũng có làm nha anh em, nào mà muốn làm thì ghé tại mình làm cho. Rồi chủ xe thì sau khi mình tư vấn chủ xe là rồ ga lớn lắm á, mới ra khói thôi, để lại ha, để lại cái dàn hơi đi, giờ mình sẽ làm cái nồi. Nói chung chủ xe kêu làm á nhưng mà mình tư vấn thì chừng nào mà ra khói dữ rồi làm. Rồi với lại xử lý xì nhớt bên hoa lăng với lại làm cái nồi thôi. Nghe tay không? À, biết em à, ai uống cà phê qua đây luôn nè. Đó. Các em gái này bán nè. Đây là bị xì nè anh em ơi. Đây là trước hết là thay mấy cái phốt lớn phốt nhỏ ở đây. Rồi phốt chỉ. Đó, rồi thay luôn cái phốt này ha, rồi kiểm tra lại mấy ngốc này. Rồi cái này là không có bao hết 100% nha. Cái này nếu mà làm thì có nhiều khi là nó sẽ bị lại đó. Ít khi nào mà làm một lần mà nó hết lắm. Cái này nói chung là hên xui anh em ơi. Cái xe này là thợ làm cái gì làm. Chứ phần mà bên băm lửa này là khó làm hết mà chị mà dứt điểm được lắm á. Có cái thì hết rồi cũng nói chung là ở đây mà là hên xui đi. Tại vì nó bị lỏng nhiều khi nó rơ cái này nữa nè. Rồi cái ở trong đây với lại mấy cái phốt này nó cũng khó chịu lắm ha. Thì cái phốt số này nó dày lắm, không bị đâu, ít khi nào bị lắm. Với lại một cái phốt ở trong đây thì cái khả năng là nó ít, nhưng mà nếu mà muốn loại trừ thì thay hết là chắc ăn. Rồi sau khi tháo ra nồi này, nồi diêm nha anh em. Mới tháo cấp đây, coi cái đó nó làm đúng dấu không, qua không coi nổi đâu. Dàn ươm luôn nha anh em, nhớ kỹ là dàn ươm luôn. Hiện tại là xe này chuông gờ lắm nha, đồ thì còn rin thì mình không có vớt chuông nha. Mình đi bố ba kèn di FCC lại là với lại tán chuông khác nha anh em, không có vớt chuông nha. Đâu ra đó nó rõ ràng. Đó. Rồi xe này là gắn bảo vệ bị hư lốc nè anh em ơi, coi nè, lấy coi cho anh em coi luôn nè. Nè đó. Lưới lốc nồi nè. Nè, đó nè, đây nè. Nè lốc nồi nè, mình đều phải chẻ nè, thấy không? Rồi rồi thì đây mà bố sau mình sẽ thay bố FCC ha. Rồi ba càng này mình thay ba càng dài FCC nè, bố LK nè đây. Rồi lá sắt này của chủ xe còn zin hết á, đế nhôm còn tốt nha. Thì mình sẽ thay bố với lại ba càng vô nha. Đó, thay ba cái cao su giảm chấn này nữa. Rồi cái này mình thay bố rồi với lại vô bố ba kèn hết rồi anh em ơi. Rồi giờ cốt công hết nha. Đó.
thay bố zin, thay bố FCC thôi thì mình sẽ vô lại nha anh em. Thay bố trong xe nè. Rồi xe em trai này sau khi làm nồi xong rồi thì xe chạy ok nha anh em, hết rung rồi. Đó, lên da là bốc liền anh em ơi. Kéo lên ngọt lắm nha anh em. Số là qua nhẹ nhàng. Rồi thì xe này là tán chuông rồi đi bố ba càng FCC về cốt không. Rồi bố nồi sau FCC. Đó với lại làm xì nhớt rồi thôi, chứ không có gì hết á. Hồi sáng cực cái là bị chết con ốc mà gắn đồ bảo vệ anh em. Ốc dài ở trên á cho nên là cũng hơi lâu nha. Rồi thì xe chạy ổn định rồi mình kết thúc video đây cho chủ xe về đó. Xe nhẹ lắm nha anh em.